Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người với những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Tất cả các dự án em Ánh đã quay và gửi tới toàn thể mọi người đang xem kênh của em đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với những khách hàng có nhu cầu nhé. Thì hôm nay em Ánh sẽ gửi tới toàn thể quý khách hàng của em, cũng như là quý anh chị chủ đầu tư hai lô đất rất là đẹp, rất là vuông vắn, đất hai mặt ngõ, vị trí là thuộc tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với cái thông số như sau: hướng đất là hướng đông nam, diện tích một lô là 49,1 m², giá chào bán là 26 triệu trên 1 m², diện tích là 49,1, mặt tiền là 3,68 m mọi người nhá. Đây chính là hai lô đất mà em xin gửi tới mọi người. Với cái ngõ ở trước cái lô đất này là khoảng tầm 3 m mọi người nhá. Đất vuông vắn và nở hậu. Vị trí của cái đất cách cái đường mà ô tô trục chính đi lại nó chỉ rơi khoảng tầm 40 m thôi mọi người ạ. Và cái quanh cái khu vực mà đất của tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông này thì rất là gần chợ, gần đường, gần trường học mầm non, tiểu học, trung học. Rất là gần những cái tiện ích xung quanh, cách cái bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 3 km, cách khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 2 km thôi. Đây chính là hai lô đất mọi người nhé. Hai lô liền nhau và mỗi lô đều là 49,1 m, giá chào bán là 26 triệu 1 m. Chủ đầu tư của cái mảnh đất này là sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nếu như mà khách có nhu cầu vay với cái mua mảnh đất này mọi người nhé. Đây chính là ngõ đây. Thực ra quay đất thì em Ánh cũng không thể nói được nhiều, nói gần như hết cái thông số đất rồi. Nếu như mà cái nhà này, cái ngõ trước nhà là 3 m thôi, thì nếu như mà chủ đầu tư nào hoặc là quý khách hàng nào mà muốn mua mà có xây dựng lùi ở bên trong thì ô tô vẫn có thể vào nhà thoải mái. Quanh khu vực đất thì mọi người có thể quan sát luôn rất là nhiều nhà xây dựng đông dân cư. Đó. Ở đây tổng vị trí thì có 5 lô thì có 3 lô bán rồi và chỉ còn 2 lô này thôi. Rất là thoáng, hướng đất thì là hướng đông nam mọi người nhá. Đất thì em Ánh không thể nói được nhiều như là nói nhà đâu, cho nên nếu như mọi người, anh chị nào quan tâm, cô dì chú bác nào quan tâm thì có thể vui lòng gọi điện cho em. Em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì nhớ gọi điện cho em nhé. Và đặc biệt khi xem video thì nhớ bấm like để ủng hộ em, cũng như là đăng ký kênh, nhấn vào chuông để có thể là người đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo mà em Ánh gửi tới quý khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.